Vừa qua, Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 Công an thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân Nguyễn Bắc Thảo nhân dịp 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018. Liệt sĩ Nguyễn Bắc Thảo sinh năm 1926, nguyên cán bộ Công an Quảng Đà, nay là Quảng Nam và Đà Nẵng, đã anh dũng hy sinh vào năm 1965 trong khi làm nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước. Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã giao Công an quận Long Biên báo cáo Thường trực Quận ủy về chủ trương xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ hiện đang sinh sống trên địa bàn quận. Sau 75 ngày khẩn trương thi công và giám sát chặt chẽ, ngôi nhà tình nghĩa ấm áp 2 tầng của thân nhân liệt sĩ Nguyễn Bắc Thảo được hoàn thành theo đúng thiết kế với tổng kinh phí 290 triệu đồng ban đầu. Cũng tại buổi lễ bàn giao nhà tình nghĩa, nhiều phần quà ý nghĩa khác cũng lần lượt được trao tặng gia đình thân nhân liệt sĩ Nguyễn Bắc Thảo. Đây là hoạt động nhằm củng cố thêm truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.